khi mình kích qua điểm A này thì động cơ nó sẽ quay từ trái qua phải. Rồi khi mình kích điểm B nó sẽ quay ngược lại từ bên phải qua bên trái. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mạch điện mới, đó là mạch đảo chiều động cơ. Khi mình kích qua điểm A này thì động cơ nó sẽ quay từ trái qua phải. Rồi khi mình kích điểm B nó sẽ quay ngược lại từ bên phải qua bên trái. Đó. Mạch này cực kỳ đơn giản luôn. Và các bạn khi mà xem xong cái video này đều có thể tự làm được. Mạch nó chỉ dùng 4 con IRF540N. 4 con điện trở 100 ohm và 4 con điện trở 5,6 kΩ. Đấy. Các bạn xem mạch nhé. Mạch này mình đang sử dụng là 12V, các bạn có thể sử dụng nó đến 24V hoặc 36V cũng được. Rồi, các bạn xem mạch này. Này. Bên dưới nối chân với nhau là con điện trở 5,6 kg để nó dập cái nguồn từ bên này qua này. Đó, còn con điện trở này 100 ohm để nó kích mở con IRF. Sau đây là cái sơ đồ mạch điện nhé. Đây là cái sơ đồ mạch điện của nó nha các bạn. Các bạn để 4 con IRF nằm sấp xuống, cái chân quay hướng về phía mình, thì các bạn cứ hàn 4 con điện trở 5,6 kg từ chân số 1 qua chân số 3. Trước tiên thì các bạn sẽ hàn là 4 con điện trở từ chân số 1 qua chân số 3 của 4 con IRF. Tiếp theo, chân số 2 của con IRF thứ nhất các bạn sẽ nối chung với chân số 3 của con IRF số 2 và đưa ra một cái dây điểm của kết nối cho motor. Chân số 3 của con IRF số 3 các bạn sẽ nối với chân số 2 của con IRF số 4 và nối chung với nhau đưa ra một điểm cho cái motor. Tiếp theo các bạn sẽ hàn 4 con điện trở 100 ohm để vào cái chân số 1 của 4 con IRF. Sau đó các bạn sẽ nối cái đầu của điện trở này, con số 1 với con số 3 chung với nhau. Rồi đầu chân điện trở của con số 2 với con số 4 thì chúng ta sẽ có điểm A và điểm B. Khi chúng ta lấy đầu dây điện dương này, chúng ta kích vào điểm A thì phía bên này này nó sẽ là điện âm và bên này sẽ điện dương. Thì khi chúng ta ngưng ra thì hai bên này nó sẽ mất điện. Rồi khi chúng ta kích điện dương vào điểm B thì bên này nó sẽ là điện dương và bên này sẽ điện âm, là như motor nó đảo chiều lẫn nhau. Và khi chúng ta ngưng kích thì không có điện nữa. Đó, nguyên tắc hoạt động như thế này các bạn. Khi mà nó hoạt động á thì chỉ có hai con IRF nó hoạt động thôi. Khi chúng ta kích này, chúng ta kích điểm B này. Kích điểm B đi trước tiên đi. Thì cái con IRF số 1 nó dẫn thì cái điện âm này, chúng ta đang cấp điện âm vào chân số 3 thì nó dẫn này, nó dẫn qua chân số 2 chuyển về motor, thì đây là điện âm. Rồi đồng thời này, điểm B kích này thì do cái chân số 2 mình cấp điện dương cho nên nó cũng kích mở và nối điện từ chân số 2 qua chân số 3. Đó, làm cho cái chân số 3 nó là có điện dương. Đấy. Rồi khi mà chúng ta lấy điện dương kích vào điểm A thì cái con số 2 nó sẽ được kích dẫn và cái chân điện dương này, chân số 2 đang nối điện dương này, thì nó sẽ dẫn qua chân số 3 và bên này sẽ là điện dương. Đồng thời cái chân số 1 của con số 4 nó được kích thì nó sẽ dẫn điện âm từ chân số 3 qua chân số 2 và bên này sẽ có điện âm. Đó, mạch rất đơn giản nha các bạn. Rồi, các bạn xem video thấy hay thì hãy nhấn đăng ký để theo dõi video mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.